Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo trả lời ý kiến cử tri quận Hoàn Kiếm kiến nghị thành phố Hà Nội xem xét có phương án bổ sung thêm các trụ cấp nước chữa cháy trên địa bàn quận. Theo đó thì kết quả điều tra khảo sát đánh giá nhu cầu xây dựng lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn của công an các quận huyện thị xã thành phố cần đầu tư xây dựng khoảng 10.167 trụ nước, 1.673 bể nước, 848 bến lấy nước hiện thành phố thì mới chỉ có 4.000 trụ nước. Trước thực trạng cháy nổ liên tục diễn ra trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với ban quản lý dự án và các công ty nước sạch tổ chức ra soát, đánh giá để xác định khối lượng thực tế, xác định những khu vực địa bàn đông dân cư tập trung nhiều có nguy cơ cháy nổ cao cần ưu tiên đầu tư xây dựng. Qua đó thì làm căn cứ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy trong năm 2024 và những năm tiếp theo.